Lan Ngọc và ST Sơn Thạch cùng hội ngộ, nhảy vũ điệu lượn sóng, nhưng biểu cảm của cặp đôi này lạ lắm. Ninh Sơn Ngọc và ST Sơn Thạch là một trong những đôi bạn bè thân thiết, hiếm có khó tìm trong showbiz Việt, bởi cả hai không những có sự nghiệp thành công cho riêng mình, mà mỗi lần Ninh Sơn Ngọc và ST Sơn Thạch có dịp nhảy nhót cùng nhau, đều khiến người hâm mộ không khỏi vỡ òa vì nét vũ đạo quá hút mắt. Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ST Sơn Thạch và Ninh Sơn Ngọc hội ngộ cùng Sam và Ali Hoàng Dương. Có thể thấy trong đoạn clip được lan truyền, bốn nghệ sĩ đã cùng nhau tái hiện lại trend lượn sóng trên nền nhạc Maboy đang thịnh hành thời gian gần đây khiến fan vô cùng thích thú. Tuy nhiên, vì là cặp đôi được fan rất yêu mến nên Ninh Dương Ngọc và ST Sơn Thạch mỗi lần đứng cạnh nhau là đều hút trọn sự chú ý từ khán giả. Trái với gương mặt vui vẻ hào hứng từ lúc đầu, ngay sau khi filter lượn sóng được thêm vào thì cả bốn nghệ sĩ đều chuyển sang chế độ quạo cọ với những động tác quơ tay đầy bất mãn. Ninh Dương Ngọc và ST Sơn Thạch khiến khán giả cười ngất khi diễn nét mặt ủ rũ nhưng lại rất hài hước. Đoạn clip hiện được cư dân mạng chia tay nhau đầy mạnh mẽ. ST Sơn Thạch và Ninh Dương Ngọc từ lâu đã được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý vì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu đã nhiều năm nay. Cả hai mặc dù không lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn liên tục lộ hình sát cánh bên nhau, khiến fan không ít lần bán tín bán nghi. Khi được hỏi về chuyện tình cảm với Lan Ngọc, ST từng chia sẻ: "Tình cảm tôi dành cho Ninh Dương Ngọc luôn tốt đẹp, tôi không muốn lợi dụng tình cảm đó để xuất hiện trong các sự kiện quan trọng." Về vấn đề được ghép đôi với bạn thân, nam ca sĩ thẳng thắn: "Tôi khẳng định luôn, chúng tôi vẫn là những người bạn rất ok la, chỉ là do khán giả yêu thương ST, yêu thương Lan Ngọc nên ghép đôi lại." Đừng quên theo dõi Bắp Channel để cập nhật những thông tin mới nhất về Ninh Dương Ngọc và ST Sơn Thạch nhé!